Dung xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Cathy Gerardo Cuộc Sống ở Pháp. Thì đây là cái tập video cuối cùng của Dung trải qua những cái một ngày với chị, gia đình chị Mai. Thì sẵn tiện thì Dung up lên, Dung chia sẻ với cô chú anh chị luôn. Thì tối hôm nay thì đại gia đình sẽ ăn pizza. Cô chú anh chị coi bà Mai bà điệu kìa. Giờ ăn mà bà còn đi tó son kìa. Không, tại vì là em Dung em đẹp quá mà. Một hot girl thì Mai phải tô một chút son để không bị lu mờ trước các thí sinh đâu. C'est qui va par à la table? C'est toi, Jay? Je mange une assiette pour moi. Ça, c'est le repas, les enfants. Ils ont donné 10 points sur 10 là. C'est le référé là. Allez, M. Cảm ơn em, rất là vui khi dành một ngày cho em Dung và chồng em Dung đã tiếp đãi rất là nhiệt tình. Mai rất là cảm động là tình cảm, một cái tình cảm người con xa quê đó. Tuy rằng hai chị em chưa gặp nhau ở ngoài bao giờ, đây lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài, nhưng mà hai chị em nói chuyện với nhau từ ngày Mai bắt đầu làm chuyện trước thì biết nhau ấy, tương tác nhau. Em giúp đỡ Mai rất là nhiều, chị Mai rất là nhiều, và đó là cái quý mà của một tình cảm người xa quê. Mai cảm giác như là rất là trân trọng cái tình cảm như vậy đó. Và rất mong là có dịp để được chào đón gia đình nhà em Dung sang nhà Mai chơi. Bon santé, cảm ơn vợ chồng em. Merci, merci beaucoup. Hiếu công mơ vừa rồi. Em hiểu được, hiểu không? Anh hiểu. Oh,
là là. Hôm nay là thì do là gia đình chị Mai đến rất là đột xuất, nhưng Dung không có dẫn chị về nhà được, tại vì cái nhà của cô của Dung nó rất là bé, cô chú anh chị ơi, nó có 2 phòng, nhưng mà Dung đi làm cả tuần thì Dung cũng không có dọn dẹp nhà cửa gì hết. Rồi nhà bên chị thì chị chồng Dung có 3-4 người bạn độc thân vào để hẹn nhau đi chợ trời đó cô chú, rồi mọi người ngủ lại. Cho nên là cũng không có chỗ ngủ cho gia đình chị Mai. Cho nên gia đình chị Mai mới đặt khách sạn. Thế thì con ở đây nhà cô Dung luôn đi, không phải về đấy nhá. Ở luôn nhá. Ở đây là nhà cô Dung có nhiều kem lắm mà con không nhận kem. Elui chị đó phía chị biết xin cô Dung mất nó. Cô Dung là buku de la classe chị vừa xoa gì. Ở lại với cô Dung nhá. Restez avec moi. Đỡ. Alors Lulu, qu'est-ce que tu veux chérie? Qu'est-ce que tu veux? Ngon thế nhỉ. Hello Lulu. Quá, em ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm. Thế con nói gì với cô Dung vậy? Giỏi quá. Ngon không con? Sasha. Sasha ngon không? Ngon không Sasha? Dạ ngon. Tu n'as pas touché. Non, non, pas mis les doigts dedans. Qu'est-ce que vous voyez quand vous comme ça? Je dis ça. Rồi còn thêm chút nữa không sao đâu chị ơi. Thì hai gia đình sau khi ăn tối xong thì sẽ ăn, tụi nhỏ ăn tráng miệng với lại kem, rồi mình có bánh ngọt nữa cô chú anh chị. Thì đứa nào còn ăn được thì ăn. Chào đón gia đình nhà Mai và hai anh em có một ngày
chuyện dành cho thời gian cho nhau rất là nhiều. Để hai ông một góc luôn. Đây là một cái ngày thực sự rất là vui và hạnh phúc. Thì cô chú anh chị yêu thích gia đình Dung, gia đình chị Mai thì cho hai chị em một like, một nút đăng ký và ủng hộ kênh cho Dung nhé cô chú anh chị. Tạm biệt. Tạm biệt.